chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Thế giới ảo thuật tuần này. Tôi là Alex Nguyễn. Còn tôi là ảo thuật là gì? Và bây hiện nay, và bây giờ tôi sẽ cùng các bạn biểu diễn một màn ảo thuật hết sức thú vị nữa cùng với bài. Một bộ bài 52 lá, bạn có thể cho khán giả xem. Và sau đó các bạn có thể bảo khán giả mình sẽ làm nhè. Mình làm nhè nhé. Đấy. Này, bạn sẽ nhìn lấy một quân. Ví dụ, các bạn có thể vào dừng lại bất cứ chỗ nào nhé. Đây, nhìn thấy quân này. Ok. Ví dụ quân này nhé. Giữ trong đầu. Giữ trong đầu ấy, và cháo lên bộ bài. Cháo bộ bài. Rồi. Và để ngửa mặt. Ngửa nhè đúng không? Đúng không? Bây giờ, nếu mà màn ảo thuật này thất bại thì em sẽ có toàn bộ tiền trong ví của em. Vâng. Chuẩn bị nhá. Vâng. Hãy cố tìm ra lá của đấy. Nếu bao giờ em thấy nhìn thấy lá của em thì em sẽ bảo dừng lại nhé. Ok. Hai. Anh sẽ làm rất nhanh thôi. Thấy chưa? Không. Không có. Không có lá này. Được nhá. Lá của em biến mất rồi đúng không? Đúng. Hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất. Em có thể mở ví của anh ra. Ô hô. Ô hô. Nó bài đã chui ở trong ví. Và có vẻ như là số tiền này vẫn thuộc về anh. Hả? Và bây giờ mình sẽ cùng chỉ cho các bạn cách để thực hiện màn ảo thuật trên. Mình cần một cái kéo, một cuộn băng dính, hai mặt và hai lá bài giống nhau. Đây chính là cái bí mật của màn ảo thuật, nhìn nhé. Tức là chúng ta có hai lá bài dính với nhau bằng dính hai mặt bên dưới. Đúng rồi. Bây giờ bạn lấy, nhưng mà nhớ là hai lá này giống nhau này, lá này và lá này, và lá trên này không quan trọng, bởi vì mình sẽ cắt nó ra ngay bây giờ. Bây giờ mình sẽ lấy một lá bất kỳ. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ lấy hai lá giống nhau, đúng không? Để ở đây đã. Và mình lấy một lá bất kỳ, lá dị được, và dán vào phần dưới. Mình sẽ lấy cắt một màu nhỏ bằng dính hai mặt này. Mình sẽ ví dụ cắt màu nhỏ như này, và mình sẽ dán vào phần dưới đáy của cái lá bài đấy, và đặt một lá bất kỳ lên, đúng không? Như này, đặt lên. Thế là mình sẽ có hai lá dính vào nhau, nhưng mà chỉ có phần dưới dính vào nhau thôi. Và sau đó mình sẽ lấy kéo và cắt đi một phần. Các bạn có thể thấy cái phần này cắt đi một phần rất nhỏ rồi, các bạn. Cắt đi, mình đã cắt sẵn rồi đây, các bạn có thể thấy. Thì như thế là để đảm bảo là cho cái lá phía trên này nó ngắn hơn với các lá dưới. Đây, chính xác là nó ngắn hơn. Ngắn hơn khoảng mấy mm này? 2 mm à? 2 mm. 2 đến 3 mm. Để cho chúng ta có thể dễ dàng cầm lấy được cái lá ở trong. Đúng rồi. Đây. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình để nó vào giữa bộ bài này. Đây. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng mà nếu mà mình chúc lên như này, và mình tay này thì mình cầm ở dưới, tay này mình cầm ở trên, và mình kéo như này thì okay, mình có thể dễ dàng. Đấy. Mình có, các bạn thử có thể cảm nhận được. Rất là dễ dàng. Tôi sẽ dễ dàng. Dễ dàng. Tại vì nó bị ngắn hơn cái lá còn lại. Thế lúc mà mình lật lên như này, lật pịch. Các bạn thấy pịch này. Pịch này. Đấy. Thì các bạn có thể bắt đầu màn ảo thuật này bằng cách vào. Bên mình sẽ cho các bạn xem màn ảo thuật. À nhưng mà trước đấy quên mất. Lá này các bạn sẽ để vào ví của bạn. Mình sẽ để vào đây. Và đưa cho khán giả cầm ngay từ đầu. Hoặc là các bạn có thể để bất cứ đâu, sử dụng trí tưởng tượng của mình. Đây, mình sẽ lấy ra một bộ bài. Và mình sẽ bảo bạn nhớ một con, và mình sẽ ví dụ pịch cái. Đến lúc mình nghe pịch thì mình sẽ cho dơ cho khán giả xem. Ok. Đúng không? Bây giờ các bạn nhớ một con này đi. Ok. Đây. Rất dễ. Lần nào cũng trúng, không thể sai được. Ok. Đây. Kéo lên này, tay này thì cầm bên dưới. Tay này kéo lên nha. Ok. Bạn đi. Mình ra bảo là bây giờ bạn sẽ nhớ một quân cho mình. Quân này chẳng hạn. Vâng. Đấy. Xong rồi mình sẽ để bộ bài xuống. Có thể cho khán giả cháo luôn cũng được, có thể cho khán giả cháo linh tinh lên. Đấy, cháo lên. Cháo rất là tốt. Cháo cũng được. Đấy, thì quân bài đấy. Xong rồi mình để xuống đây. Và bây giờ mình sẽ bảo là bây giờ mình sẽ tìm ra lá của bạn. Như này. Và mình sẽ dùng một ngón tay nhé. Hất quân này. Hất ra. Mình hất thật nhanh. Và bảo là bao giờ nhìn thấy lá của bạn thì nói.
1, 2, 3. Để mình hất rất nhanh. Nên thì nó mới làm nhanh như này, chúng ta không làm nhanh như này, không thể thấy được là có hai lá bài, được là có hai lá bài riêng với nhau. Mình hất rất nhanh, sau mình lại hất ngược lại. Sau khi hất lần thứ nhất thì khán giả có thể nghĩ là có thể là hai lá nó bị kiểu như có thể là nó đi qua nhanh quá ấy. Đấy, đi qua nhanh quá thì mình lại hất ngược lại, hất ngược lại. Hoặc khán giả bảo không thấy thì mình sẽ bảo là mở cái phí này ra. Thì lại có cái lá, có lá của khán giả. Lá lúc ấy là lá 4 rô đúng không? Lá 4 rô vẫn ở đây nhưng mà trong quá trình mình hất rất nhanh thì khán giả không thể thấy được cái lá vừa nãy. Mình làm lại lần nữa. Đây nhá. Là 4 rô này. Rô đâu nhá. À thế. 4 rô. Vậy mình cho khán giả xem như này. Lá này. Đúng không? Nhưng mà thật ra cái lá 4 rô là lá bên trên. Nếu mình hất và là cái lá kia là lá bên dưới. Nó dính vào nhau. Nếu mà mình hất ra như thế này thì cái lá bên dưới không thể được, không thể bị nhìn thấy được. Nếu mà mình hất nhanh, nhìn nhé. Bạn sẽ dùng một ngón tay và hất từng lá một. Hất và bao giờ nhìn thấy lá của bạn thì nói. Đấy, mình hất từng lá nhưng mà mình làm rất nhanh. Không thể thấy được. Mình hất, mình cố tình làm cho nó và có nhìn thấy không? Mình cố tình làm cho nó loạn lên. Kể cả là nhìn nó giống như hai lá dính với nhau nữa nhưng người ta cũng chả để ý đâu. Em nghĩ là rất là khó để có thể để ý được ấy. Người ta không thể để ý được sau khi, và người ta sẽ không còn nghi ngờ gì nữa sau khi mình cho người ta xem là lá vừa nãy nó xuất hiện lại ở trong này. Thì người ta không hề nghi ngờ gì về bộ bài này nữa. Tôi nghĩ là các bạn có thể tăng cường thêm một chút về hiệu ứng, bởi vì đây là một tiết mục mà các bạn có thể làm cho nó thú vị hơn dựa trên cái suy nghĩ của mình. Chẳng hạn như là chúng ta có thể đánh nút là cất cái lá bài này vào trong túi của khán giả. Đó thì nó cũng sẽ có cái thú vị riêng, đúng không anh? Các bạn thấy thế nào? Hôm nay chúng ta lại được học một màn ảo thuật có thể biến lá bài của khán giả vào bất kỳ đâu trong ví của các bạn. Và có thể lấy lá bài này, và có thể biến lá này vào trong túi của các bạn, có thể trong túi của khán giả, trong giày của khán giả và bất kỳ đâu khác các bạn muốn. Và nhưng mà điều quan trọng ở trong màn ảo thuật này hay là trong tất cả các màn ảo thuật khác chính là nằm ở sự chuẩn bị. Không chỉ là sự chuẩn bị về đạo cụ mà còn là sự chuẩn bị về đầu óc, về tinh thần, về kỹ thuật mà các bạn phải thực hiện màn ảo thuật này rất nhiều lần để thấy được cái hay và cái khó của màn ảo thuật. Và chúc các bạn may mắn trong màn ảo thuật sau. Hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình Thế giới ảo thuật kỳ tới, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thể được chia sẻ với các bạn những tiết mục ảo thuật còn hay và thú vị hơn nữa. Và bây giờ chào các bạn.